Đây là cái phần 2, video phần 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về cái mô hình của cỗ máy thu hoạch nho này và để xem là nó có gì hay, có gì mình thấy thích, có gì không thích, cũng như là về mặt chất lượng mô hình như thế nào. Bởi vì đây là một cái mô hình mới, nó của hãng Geobrick, chứ nó cũng không phải của Nivo, của Canada. Với tôi đây là cái mô hình đầu tiên của hãng này nên tôi muốn tìm hiểu thử xem là như thế nào, trải nghiệm đầu tiên. Thì trong video trước thì các bạn đã biết rồi đấy, xem quá trình lắp ráp. Thì đây là một cái mô hình máy thu hoạch nho, nó có khoảng 2.200 mảnh chi tiết và có động cơ, có sẵn động cơ và có sẵn có điều khiển từ xa. Về phần điều khiển từ xa thì nó vẫn dùng những cái phụ kiện quen thuộc thôi, kiểu cũ rồi, giờ gọi là kiểu cũ rồi, cái tay cầm điều khiển như thế này cộng với hai cái motor, một cái là servo motor và một cái là L motor dùng để đánh lái và chuyển động như xa thông thường thôi. Đấy là hai cái đơn giản nhất. Kiểu thì vẫn là cái kiểu bao function. Tuy nhiên chỉ có khác là các cái đồ của các hãng Trung Quốc thì nó sẽ khác là sẽ sử dụng điều khiển bằng Bluetooth, nó tiện lợi hơn nhiều so với Windows trước là dùng hồng ngoại, tín hiệu hồng ngoại. Đây là một điểm gọi là tuần tuyệt đối của. Rất may là từ ngày ra Control cộng, Control plus thì Lego cũng đã bỏ cái sử dụng điều khiển tín hiệu ngoại rồi. Thì cái mô hình này đầu tiên về kiểu dáng thiết kế chúng ta khá là đẹp, tôi thấy rất là thích bởi vì nó mô phỏng lại gần như là nó mô phỏng lại rất là chi tiết một cái cỗ máy thu nho. Cái này thì như nói nho thì chúng ta không phổ biến, mà cái này là chắc ở thị trường châu Âu phổ biến nhất nho. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta được các hình ảnh chúng ta có thể thấy đặt xem trên YouTube thì thấy chúng ta thấy cái cỗ máy này được mô phỏng khá là đẹp, khá giống với cái chúng ta thường thấy thật. Nếu bạn nào có chơi game nông nghiệp, ví dụ như tôi có chơi cái game Farming Simulator thì trong đấy cũng có mấy cái máy thu hoạch nho như thế này. Nên về mặt thiết kế nói chung là tốt, mô hình đẹp, lắp ráp thích, có nhiều cái hay. Chỉ cái điều là một cái mô hình này nó có một cái mô hình nó không hẳn như các cái mô hình technic thông thường, và cái này tôi không biết gọi nào, nhưng có lẽ là nó là một cái xu hướng mới, ngay cả của Lego bây giờ thấy từ một số bộ city người ta cũng làm vậy. Thì cái mô hình này nó kiểu như light, rất technic và các mô hình khác kiểu như creator, tức là nó sử dụng kết hợp khoảng một nửa các bạn là technic với nhiều phần thành phần là technic, nhưng sẽ sử dụng rất nhiều các cái gạch vuông để mô phỏng các bộ phận khác và chủ yếu là những bộ phận không có chuyển động được. Tuy nhiên nó sẽ để cho tái tạo lại cái mô hình thật một cách chân thực hơn, tất nhiên là nó sẽ giống hơn vì nó dùng nhiều mặt phẳng, nhiều gạch kín hơn là technic thường là nó bị hở. Thì cái này nó phổ biến tiêu biểu gần đây là trong các cái team Lego City có một số máy xúc cân cầu. Cái này thì có nhiều như của Kara là rất phổ biến. Ví dụ cái cabin này, cái cabin này rất đẹp, cabin này rất đẹp. Ví dụ trên cái nắp này, cái nắp cabin hoặc là cái máy đây, đây là nhờ những cái gạch phẳng thì mình có thể mô phỏng được nó hình dáng cái trơn tru và giống thật như thế này. Tuy nhiên những cái phần này hầu như là tức là chỉ là các phần tĩnh, tức là không có một cơ chế chuyển động nào cả, bình tĩnh. Đây. Nên về mặt technic thì cũng chưa hẳn là thích. Nói chung với người mọi người hay chơi Lego technic thì cũng chưa phải là một cái thế hấp dẫn.
tôi vậy thôi, tôi thích nhiều các mô hình thuần technic hơn. Tuy nhiên có thể đây là một cái xu hướng mới mà Lego cũng như các hãng như CADA người ta giờ sử dụng rất là nhiều. Này về mặt hoạt động thì đây nó có hai cái này nó nâng lên, xoay này thì sẽ nâng hai cái thùng lên. À, tôi phát hiện ra thêm nữa là điều một điểm bất tiện là muốn truy cập được vào cái phần điều khiển từ xa đây. Tức là bạn muốn điều khiển được từ xa cái xe này thì bạn nó sẽ có một hub. Cái hub này nó vừa là điều khiển, tức là thu tín hiệu Bluetooth, vừa là pin, pin sạc. Thì bạn phải nâng hai cái thùng này lên thì mình có thể truy cập được vào đây. Đây, đây là cái bộ điều khiển này. Thế ở trên là nó sẽ có cái nút bấm, bấm để bật lên. Đấy, đèn xanh nó đang nhấp nháy này, tín hiệu vừa nãy tôi bật nó vẫn còn, đèn xanh đang nhấp nháy. Thì bạn phải mở lên này, bạn có thể bấm được cái nút này. Nếu không thì gần như không có cách nào khác. Nên đây là một cái điểm bất tiện mà thiết kế. Đáng ra là thường là sẽ phải luôn luôn có một cái chỗ dễ dàng để có thể bật tắt các cái công tắc như thế này. Đây là động cơ servo motor này, điều khiển hai bánh trước. Dưới này là động cơ lở motor để chuyển động hai bánh sau. Về máy này thì cái cấu trúc của nó hơi đặc biệt. Hai cái bánh trước, hai cái chân rất là cao đều đều và lên như thế này. Cao đều đều này. Đây là hai bánh trước. Sau bộ motor hoạt động khá tốt. Hai bánh trước thì cũng có hai cái giảm sóc. Mà hai cái giảm sóc này cá nhân tôi thì hơi cứng, không có được tác dụng bao nhiêu. Sau thì cũng có sử dụng một cái V-Side như thông thường, cái sử dụng V-Side. Thì tuy nhiên bây giờ xét chung về mặt mô hình thì tôi thấy là đầu tiên một cái là chất lượng ảnh là hơi kém. Nói chung là có thể nói là Lego 10 điểm thì CADA 9 điểm, thì mô hình này tôi nghĩ chắc là chỉ chấm được khoảng 5 đến 6 điểm, bởi vì chất lượng ảnh là tôi nghĩ khá kém. Thật sự là lần đầu tiên tôi lắp một cái bộ mà ngoài không phải là Lego và CADA thì cái bộ này khá là đau tay. Nó xong cái bộ này rất là đau tay, nó hết đầu ngón tay do gạch rất chặt, và đặc biệt nữa nó chặt ở cái chỗ là khi bạn lắp vào bạn tháo ra rất khó. Tôi nghĩ cái mô hình này chắc tôi sẽ không muốn tháo ra khi nào, rất khó. Thứ hai nữa là về mặt thiết kế cũng có một số điểm lặt vặt, mà cái này rất thường hay gặp ở những cái mô hình của các hãng Trung Quốc kiểu như thế này, tức là có những chi tiết lặt vặt làm nó chưa hoàn chỉnh, ví dụ như cái gương này. Thay vì là nó phải có một cái nó bám một cái trục này nên cái gương này rất là hỏng lẻo. Thứ hai nữa là nó có những thứ như khi lắp ráp tôi rất ghét những cái bạt, tức là đây là một cái lỗi thiết kế rất nhỏ, tức người ta chỉ lắp để nó gắn được vào, nó để yên thì ok tốt, nhưng cái độ chắc chắn là không có. Bởi vì ví dụ khi bạn gắn cái gương này vào, bạn gắn cái tránh trục gương này vào cái đế dưới bạn lề dưới màu vàng bạn xuống đúng không? Nhưng cái chỗ để bạn xuống lại là cái mảnh đến nữa lần này là gắn ngược lên trên cái này, để khi bạn gắn xuống lên. Tất nhiên là phải tạo thành cái và nó gì? Nó gây ra lỏng cái bạt ở trên. Lỏng bạt trên. Tức khi mà gắn xuống muốn chắc thì phải có một cái đỡ dưới. Nhưng đây lại không có cái nào đỡ dưới cả. Như vậy cách lắp ráp này là nó không gọi là không chắc chắn, không bền, nên là thường xuyên nó sẽ làm mô hình nó hỏng lặt vặt ở những cái chỗ nha. Những cái lỗi này có rất nhiều, những cái lỗi nhỏ nhỏ từ này là lỗi về thiết kế, tôi nghĩ đây được gọi là xếp vào cái loại lỗi thiết kế mà cái độ chi tiết của nó là chưa được cao, tức là chưa được kỹ đến mức phải có, nên là nó xuất hiện rất nhiều.
Nên là mô hình thì trông có thể đẹp nhưng mà rất dễ hư, cho bạn động vào cái gì đó là nó có thể dễ lung lạc. Tất nhiên những cái mô hình này thì không có nhiều cái như vậy lắm, nhưng mà đây là tôi chỉ ví dụ. Nên cái ví dụ như cái gương này ở đề ngoài rất hay chạm vào, và chạm vào là nó tuột xuống dưới. Bởi vì thay vì phải có một cái đế dưới đỡ người trống lên thì mình có thể ấn xuống được, thì nó lại là gắn ngược lên. Nhưng về mặt thiết kế này, này là không ổn. Ngoài ra nữa, trước giờ chúng ta hay nghe nói là gạch nhựa trong cái mô hình Lego thì cái nhựa ABS, nhựa ABS là rất dày, nhựa ABS là rất dày. Nói vui vậy thôi, tức là trong một cái mô hình Lego thì cái chi phí để nhựa của nhựa là rất rẻ, chứ nó sẽ đắt ở chi phí marketing và chi phí thiết kế. Tuy vậy, khi lắp cái mô hình này thì mình thấy thực ra là có thể là nhựa ABS rẻ thật, nhưng sẽ có những thứ nhựa khác mình thấy được nữa. Ở đây có lẽ vì một lý do nào đó mà nó không, cái nhựa nó không được thật sự là tốt, cho nên là các mảnh ghép nó hay có hiện tượng bị cong. Bạn tức là bạn rất mạnh, nếu mà bạn sử dụng những gạch Lego bạn chơi nhiều rồi, Tada đi, Tada chất lượng rất tốt. Như đã nói tôi có lần trong cái video tôi so sánh, các bạn coi lại ở dưới comment, là nó 1 9 1 10, tức là Lego mà 10 điểm thì Tada phải được 9 điểm về chất lượng gạch. Thế nhưng mà như cái bộ này chẳng hạn, chất lượng gạch phải nói là nó khá hẳn kém hẳn. Sẽ có nhiều cái chi tiết khi bạn ấn mạnh quá Lego, bạn mà lắp các chi tiết, bạn một là bạn lắp được vào, hai là nó tênh bạn sẽ không thể lắp được vào. Nhưng với này, cái bộ này, tôi sẽ gặp hiện tượng là có nhiều chiếc khi bạn ấn mạnh quá mà nó bị canh thì nó sẽ dẫn nó cong được cả viên gạch. Cong tất nhiên là không phải cong một cái viên gạch, một cái viên gạch nhỏ này thì khó rồi, nhưng mà là một cái dài hoặc các cái chi tiết mà nó có cạnh mỏng như cái thai chẳng hạn, cái mặt phẳng không nút ấy, thì nó sẽ cong. Vậy thì đấy là cong cái nhựa. Thứ hai là nó lại ngược trở lại, vì là không phải nhựa, có thể không phải là nhựa ABS nguyên chất, không phải nhựa ABS tốt, cho nên mới dẫn đến là cái việc mình lắp ráp sẽ rất khó. Khó ở chỗ là gì? Khi lắp vào với nhau nó khó vào, mà đã vào thì lại lấy ra lại khó. Đấy là một cái đặc điểm cơ bản mà Lego người ta đã có các cái thông tin rất quen thuộc, đấy là tại sao nhựa ABS. Bởi vì ABS có một cái tính chất nhựa, tức là cái độ đàn hồi của nó rất tốt, tức ở một cái cách rất nhỏ, tính bằng phần trăm phần nghìn của mm, thì nó mới dẫn đến cho hai viên gạch Lego là khi ghép vào nhau thì dễ, nhưng lấy ra nó giữ chắc, ghép vào thì dễ nhưng nó vẫn giữ chắc, và đến lúc lấy ra cũng dễ. Bởi vì đấy là một cái đặc điểm của nhựa ABS, là nó có tính đàn hồi tốt. Đấy, tất nhiên đàn hồi ở đây chúng ta hiểu là đàn hồi trên một cái cự ly rất là nhỏ ấy, chứ không phải đàn hồi nhưng mà có phụ. Thế nhưng mà các nhựa khác có thể là, tôi nghĩ rằng là do chất lượng nhựa không tốt, nó được dẫn đến là cái chất nó bị mềm, bạt nó bị mềm, nó có thể cong vênh được. Thứ hai là vì nhựa không tốt cho nên là độ hàn hồi nó kém, dẫn đến là lắp vào khó, chặt, đến lúc cậy ra cũng rất chặt. Thì có thể nói là cái mặt chất nhựa, nhựa làm ở chi tiết đây là kém, chất lượng không được tốt như cần có. Lắp rất đau tay, và thật là rất đau tay, lắp xong bộ này đau hết cả mấy đầu ngón tay. Thứ hai nữa là cái sách hướng dẫn thì cơ bản không có gì nói chung là tốt chi tiết, chỉ có một điều là cái này tôi nghĩ chung là nó về chất lượng chung của sản phẩm của hãng này, chứ không phải chi tiết cái này. Đấy là gì? Bạt của họ không có số, tức là các bạt thông thường thì chúng ta biết là nó sẽ có mã số. Đây là nó, thực ra là một phần thể hiện của hệ thống quản lý chất lượng cũng như là quy mô sản xuất, nhưng các cái bản này hoàn toàn không có mã số, nên dẫn đến ví dụ bây giờ bạn cần cái mảnh nào, ví dụ mảnh này chẳng hạn, bạn sẽ không thể sử dụng mã được, không thể sử dụng mảnh này. Trên mỗi ảnh cũng không có in mã số, không có in mã số, không có tên logo. Cái này nó nhỏ thôi nhưng cũng là một điểm quan trọng. Ví dụ Kada chẳng hạn, tất nhiên phần lớn mọi người chúng ta chơi Lego, Lego đây là Lego chính hãng của Đan Mạch. Ví dụ nói đến Kada chúng ta có thể nghĩ là hãng Trung Quốc, nhưng mà thực ra Kada cũng là một hãng họ làm ăn rất là chuyên nghiệp, như
có đơn video tôi có review ấy, thì mảnh gạch của họ có in logo Chinwood Canada rõ ràng chứ không 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 phải là no name. Thứ hai, các bát của họ cũng có ID, có mã số. Đấy là những cái thứ nó thể hiện về mặt chất lượng, đầu tư vào chất lượng. Và toàn bộ mô hình này thì đều dùng sticker dán, không có một bảng nào là in cả. Tất nhiên thì với một cái cỗ máy thông thường như này thì cũng không có gì đặc biệt, thì cũng không cần thiết phải dùng bản in, thì bản in là một cái chốn kéo khác về chi phí, thường là chỉ liên quan đến phần nhân quyền, những cái thứ thì gọi là nổi bật thì cần in thôi, chỉ còn cái này thì cũng không phải quan trọng quá. À đây, lắp ráp đây, vậy lắp ráp thì có một cái điểm ngoài là về mặt chỉnh, ví dụ như lắp ráp đây thường là sticker Lego thì hay là trong quá trình lắp ráp chúng ta lắp đến phần nào cần là sticker thì họ sẽ hướng dẫn làm sticker luôn. Nhưng set này thì thường là đến hết lắp xong rồi mới dán sticker toàn bộ. Tuy vậy lại có một điểm là khi đã lắp xong mình mới dán sticker thì nó có một vấn đề là nhiều lúc sticker nó sẽ khó hơn khi là mình chỉ lắp mặt để bên ngoài, vẫn còn để bên ngoài và mình phải dán sticker luôn. Ví dụ như đây, sticker đây, chúng ta sẽ không thể dán được sticker cái banner này nếu không cậy cái thanh này ra, tức là phải cậy cái thanh này ra, dán sticker và dán lên bật cái thanh này là đè lên cái sticker. Đấy là một cái ví dụ của cái chuyện không hợp lý trong việc thiết kế cái hướng dẫn. Cái lốp này cũng hơi cứng, tôi nghĩ là cái cao su nó hơi ít. Cái lốp này nó hơi cứng, nhất là cái lốp này rất cứng luôn, sờ cảm giác gần như cứng như là nhựa chứ không cảm giác cao su nữa. Lốp này rất là cứng, lốp này là còn mềm hơn chút. Lốp này rất là cứng, tôi nghĩ đây là số cái nó thể hiện về chất lượng nhựa kém. Vậy thôi, để là sơ qua về cái mô hình này. Nói chung là mô hình để trưng bày, để mình muốn trải nghiệm các cái mô hình mới mà của Lego hay Canada không làm, thì ta có thể chơi thử các cái mô hình như thế này. Nhưng về mặt chất lượng thì nói chung là không được tốt. Và những cái mô hình mặc dù nó có điều khiển, hoặc là có điều khiển từ xa, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ mang tiếng trưng bày là nhiều hơn. Trưng bày thì rất đẹp, để nguyên thì mình có thể thấy đây là một cái cỗ máy phù hợp nho rất là đẹp. Đây, ở đây tôi lật nghiêng để xe lên chút để chúng ta quan sát dưới. Khá là cái đặc điểm, tức là cái cấu tạo của cái phần gầm xe, thân của một cái xe, gầm xe cái phần khá hấp dẫn chúng ta, nhất là với những ai đã chơi picnic. Đây là cái gầm xe dưới, nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Đây là có một cái động cơ L motor này, nối vào cái bộ vi sai, đằng sau sử dụng vi sai. Vi sai này cũng là vi sai kiểu mới, đấy, mới sai kiểu mới này. Nó có một cái bánh răng đỏ bên trong, nó có tới tận tất là 5 cái bánh răng bevel gear loại 12 răng đấy, trong cái hộp nhựa, cái box, cái bọc kit nhựa. À, và khi nắm cái phần đỏ và phần xám này thì nó sẽ được cố định luôn, nó sẽ không cậy được nữa, nó có cái khớp. Nếu mà bạn có một số bộ tích mới trong vài ba năm gần đây thì sẽ quen thuộc như thế này. Thế thôi, đây là động cơ. Là thì được cái là cái mô hình này thì nó tái tạo được mặt hình dáng, nó làm rất là kỹ. Đấy, nhìn trong tức là mô phỏng trong như thật, còn những chi tiết mặc dù nó chỉ là gạch bình thường tức gắn một cách cố định, nhưng mà nó để nó mô phỏng về mặt hình dáng của xe. Ok, rồi. Còn đa phần thì các thành phần này đều chỉ là các cái bóc, những phần mô đun nhựa, tức là các cái mô đun tức là để cố định tĩnh, thì bên trong không có gì, thường là rộng hoặc là cũng không mở ra xem được, và chủ yếu là nó chỉ để mô phỏng cái hình dáng bên ngoài. Cái bánh trước thì đặc điểm ở này là có hai chân khá cao, nó làm thêm hai cái thanh giảm giữa hai bánh, không thì hai cái bánh này nó chỉ có hai cái trụ, hai cái chân, hai cái giảm sóc bị yếu. Và đây là sơ qua một cái mô hình mới,
tên đầy đủ của nó đây, nó gọi là của hãng Geobrick, người ta gọi là Mechanical, và tên máy cột nhỏ Grape Harvester. Bạn quan tâm thì có thể tìm mua trên website của công ty này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong các cái lần lắp ráp các cái mô hình khác.